Sau ca dương tính với SARS-CoV-2 của đối tượng nhập cảnh trái phép tại tỉnh Đồng Tháp, địa phương giáp danh với tỉnh An Giang, vào chiều ngày 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã họp khẩn bàn phương án phòng chống dịch COVID-19 bằng hình thức trực tuyến với các đầu cầu ở 11 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu nâng các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh lên mức cao nhất đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với tình huống xấu nhất. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan tư pháp nghiên cứu thu thập chứng cứ, nếu đủ cơ sở pháp lý thì khởi tố hình sự các trường hợp nhập cảnh trái phép cũng như các đối tượng bao che tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh. Hiện tỉnh An Giang đang duy trì 177 tổ chốt cố định và 10 tổ kiểm soát lưu động để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng chống dịch COVID-19.